Kinh văn. A Nan, nếu so sánh đồng phận vọng kiến của chúng sinh với biệt nghiệp vọng kiến của một người. Giảng. A Nan, sao Như Lai nói rằng tất cả đều chỉ là biểu hiện từ vọng kiến của chúng sinh? Như Lai sẽ giảng giải cho ông. Nếu so sánh đồng phận vọng kiến của chúng sinh với biệt nghiệp vọng kiến của một người, cái thứ mà thấy được quần sáng với nhiều vòng tròn ngũ sắc bao quanh đèn chính là do biệt nghiệp vọng kiến. Đồng phận vọng kiến chính là mọi người dân trong nước thấy được những điểm ác. Họ thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, sao chổi, sao băng, cầu vồng và các loại hiện tượng không lành khác. Hồi xưa ở Trung Hoa, mỗi khi có sự thay đổi đế chế, khi thay đổi chính sách cai trị, thì những hiện tượng bất tường này thường hay xảy ra. Có lần, một vị vua thấy những điềm bất tường, liền hỏi Chin Chen Chen, một quan thái sư coi việc chiêm tinh. Chin Chen Chen trả lời rằng, nó báo cho biết trước, vua sắp băng hà. Quan thái sư nói, nhưng hạ thần có cách giải quyết, là bệ hạ chuyển vận hạn này sang cho quan tể tướng. Không thể được, vua trả lời. Nếu ta đến lúc phải chết, sao ta lại bắt quan tể tướng phải gánh chịu? Quan tể tướng còn trông coi những việc quan trọng của quốc gia, ông ta cần phải sống. Quan thái sư nói, bệ hạ không muốn quan tể tướng phải chết tay cho bệ hạ, thì ngài có thể để dân chịu tay, tai họa có thể chuyển sang dân chúng. Dân là nền tảng của quốc gia. Vua nói, nếu dân chết hết thì vương quốc này có ý nghĩa gì? Điều ấy cũng không thể được. Vua cũng không tán đồng giải pháp ấy. Quan thái sư nói, thế bệ hạ có thể chuyển tai họa này cho một năm. Năm nay người dân phải chịu đói khát đến chết, đó là một giải pháp. Điều này cũng không được. Vua nói, ta không muốn để cho dân phải chết đói. Làm vua như vậy thật là vô nghĩa. Rồi quan thái sư cúi lại nhà vua, bệ hạ thật là bậc minh quân. Với lòng nhân từ quá lớn như vậy, hạ thần chắc chắn rằng bệ hạ sẽ không phải chết. Có một ngôi sao băng, nhưng có thể nó sẽ thay đổi và biến thành điềm tốt. Ngày hôm sau, hung tinh biến mất. Chuyện này chứng tỏ rõ ràng rằng, dù cho ác tinh xuất hiện, việc xấu cũng có thể chuyển thành việc tốt, hoàn toàn do chỉ một tâm niệm của con người. Nếu tâm niệm thay đổi, những gì lẽ ra xấu sẽ chuyển thành tốt. Tu tập bằng cách thắp hương niệm Phật trước khi có chuyện gì xảy ra là một phương pháp tạo sự thay đổi. Họa và phước chỉ nằm trong một niệm. Lão Tử nói, khi nghĩ đến điều thiện ấy sẽ ảnh hưởng đến những việc chưa xảy ra và đem đến sự tốt lành. Khi nghĩ đến điều ác ấy sẽ ảnh hưởng đến những việc chưa xảy ra và đem đến sự rắc rối. Trong mối liên hệ này, có loại quỷ thần thiện và có loại quỷ thần ác. Quý vị không nên nghĩ rằng quỷ thần nào cũng tốt. Công việc của ác thần là trả lại cho mình cái đúng như vậy. Họ xử phạt bất kỳ người nào làm điều sai trái. Thiện thần bảo hộ những người làm điều thiện. Mỗi loại quỷ thần đều có nhiệm vụ khác nhau. Thế nên chỉ cần thay đổi một niệm là điều cực kỳ quan trọng. Thực tế là một vị vua có thể khiến người khác chịu chết tay cho mình. Vua không để cho quan tể tướng hoặc thần dân chịu chết thế mình, hoặc để cho dân chịu mất mùa đói kém một năm, mà tự mình chịu tai họa và đã chuyển xấu thành tốt. Thế nên, những vấn đề này đều có thể thay đổi. Nó không dứt khoát cố định. Tôi nhớ đến Yuan Lao Phan, thường gọi là Yuan Xiao Hai, làm quan trong triều Minh. Sau khi anh ta học xong,
người cha bảo anh nên học ngành y, vì làm thầy thuốc có thể cứu người và dễ kiếm sống. Sau khi anh học thuốc xong, anh ta gặp một lão già có bộ râu dài, tên Cung, rất giỏi xem tướng và bói toán. Khi lão già Cung thấy Doanh sao hai, lão nói: anh nên đi học, anh sẽ làm quan. Doanh sao hai nói: nhưng cha mẹ tôi và toàn gia đình đều mong muốn tôi thành thầy thuốc. Lão Cung đáp: đừng học thuốc, anh nên đi học chữ. Vào chừng ấy năm, anh sẽ đỗ được học vị như vậy trong kỳ thi định. Và trong chừng ấy năm, anh sẽ trở thành một vị quan lớn. Rồi vào năm đó, ngày đó, tháng đó, anh sẽ trở thành quan án sát. Anh sẽ trở nên rất có danh vọng. Khi anh 45 tuổi, vào ngày 14 tháng 8, lúc nửa khuya, vợ anh sẽ qua đời. Anh không có con nối dõi. Lão già Cung không những định được ngày tháng cho những sự kiện lúc sinh thời, mà còn biết được cả ngày chết của anh ta. Sau khi gặp lão Cung, Doanh Sao Hai đi học. Chuyện xảy ra chính xác một cách khó tin. Học vị mà anh ta đỗ được trong kỳ thi đình đúng y như lão già Cung đã tiên đoán. Quẻ bói chính xác không sót một mảy may nào. Thực vậy, nó quá chắc chắn đến nỗi Doanh Sao Hai không cần đọc sách nữa. Anh ta làm gì? Anh ta đợi. Anh ta ngồi và đợi người ta đưa thức ăn tới. Có câu ngạn ngữ nổi tiếng ở Trung Hoa: ngồi chờ sung rụng. Như vậy nghĩa là không làm gì cả, chỉ trông mong vào sự sắp đặt của tự nhiên, chỉ mong số mệnh hiển bày. Đó thật là sai lầm. Doanh Sao Hai đã làm như vậy. Anh ta không làm gì cả, ngay cả chẳng đọc sách. Anh ta nghĩ rằng bất luận số phận diễn ra như thế nào, chắc chắn ta sẽ không thể nào thi hỏng được. Ta không cần phải học gì cả, ta chẳng phải mong cầu gì cả, chắc chắn ta sẽ đạt được mục đích. Thế nên anh dạo chơi khắp nơi, vui thú hưởng ngoạn sơn thủy. Anh ta rong chơi vài ngày và chẳng học hành gì cả. Cuối cùng cuộc lãng du đưa anh đến núi Chi Sa ở Nam Chinh, nơi anh nghe có thiền sư Doanh Cư đang trụ ở đó, nên anh ta mong đến đó để được gặp. Thiền sư Doanh Cư trao cho anh ta cái bồ đoàn và cả hai cùng ngồi thiền. Cả hai ngồi đối diện nhau bất động suốt 3 ngày. Thiền sư Doanh Cư rất ngạc nhiên. Ồ, thiền sư Doanh Cư nói, ông là bậc pháp khí có khả năng nhập đạo. Ông đã ngồi thiền suốt 3 ngày mà không nhúc nhích hoặc thay đổi tư thế. Doanh Sao Hai đáp lại: tôi biết mọi việc đều do nhân duyên tiền định, thế nên tôi không mong cầu gì cả. Đó là nguyên nhân khiến tôi không có chút vọng tưởng nào khi ngồi ở đây, thế nên tôi chẳng thấy đau chân chút nào cả. Chân nhức mỏi do đâu? Do vọng tưởng, có nghĩa là vọng kiến mà kinh này đang nói đến. Vì vọng kiến nên chân đau. Nếu quý vị không có chút vọng kiến nào thì chân chẳng đau. Doanh Sao Hai nói thế do vì anh ta không có chút tham muốn mong cầu nào. Anh ta không có chút vọng tưởng nào. Thế nên khi ngồi, anh ta không cần thiết phải cử động. Thiền sư Doanh Cư nói, tôi nghĩ rằng anh là người kỳ đặc, nhưng như điều anh vừa cho biết thì anh chỉ là kẻ phàm phu. Điều ấy làm cho Doanh Sao Hai nổi nóng. Sao ông nói tôi là phàm phu? Mọi người ai cũng muốn lên tận đỉnh cao nhất. Doanh Sao Hai cũng chẳng muốn rơi xuống hạng thứ hai. Ngay khi nghe mình bị gọi là phàm phu, anh ta liền phẫn nộ. Thiền sư Doanh Cư nói, nếu ông chẳng phải là phàm phu thì ông đã không bị trói buộc vào số mệnh sẽ xảy ra trong vài chục năm tới. Ông đã bị dính chặt vào định mệnh và chẳng có cách nào thoát ra được cả. Doanh Sao Hai hỏi, người ta có thể thoát khỏi số mệnh không? Đừng để cho định mệnh trói buộc được chăng?
Tiền sư Doanh Cư đáp: Anh là người có học, anh không nghe kinh dịch nói phát khởi điều tốt lành và tránh việc ác đó sao? Sau đó Doanh Sao Hai đổi tên mình là Dương Liễu Phạm, không còn làm kẻ phàm phu nữa. Ta không phải là kẻ phàm phu nữa, ta không còn là phàm phu nữa. Sau đó lời tiên đoán của lão cung không còn đúng nữa. Lão ta nói rằng Doanh Sao Hai sẽ chết vào ngày 14 tháng 8, lúc 54 tuổi. Nhưng đến đó anh ta không chết. Tử Vi nói rằng anh ta không có con, nhưng anh ta lại có hai người con. Anh ta sống đến 80 tuổi. Nên số mệnh của con người không phải là nhất định, làm việc thiện là tất cả những gì quý vị cần phải thực hành. Vì ngay khi thay đổi tâm niệm thì mọi thứ đều thay đổi. Tại sao có việc không lành? Vì có tâm niệm không lành của quý vị trong đó. Đó là lý do tại sao quý vị gặp việc chẳng lành. Điều này chứng tỏ rằng vọng kiến làm sinh khởi các nhân duyên hư dối. Nếu quý vị có chánh kiến thì nhân duyên hư dối kia sẽ biến mất. Ha ha ha, 问什么的说